Quyển 1 Chương 1 Tân hôn chịu nhục Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nước Hoài Nguyệt, năm thứ tá miên đế, mộ tam tiểu thư của trấn quốc tướng quân 18 tuổi, mùng 4 tháng chạp gã cho đương kim hoàng thượng, phong hào, đức, là nhất phẩm tần phi, ngày đại hôn, hỷ kiệu đỏ thẩm tám người khiên hướng về hoàng cung, dọc đường đi dân chúng vây kín, chiên trống vang trời cực náo nhiệt, nhưng ở trong chiếc kiệu kia, tần nương không chút mỉm cười, vết sẹo dữ tợn dùng khăn sa màu hồng che kín, chỉ lộ ra một đôi mắt trong suốt linh động hàm chứa sự tĩnh mịch vô cùng. Kiệu tiến qua huyền vũ môn, nữ tử lấy trong tay áo một thanh chủy thủ sắc bén, cắn răng cắt một dao trên cổ tay rồi lặng im nhắm mắt lại, mộ tuyết, một cái tên thật đẹp, nàng tự nhủ trong lòng, nhưng lại có tướng mạo như vậy. Vốn nghĩ rằng quân tử mến tài, nhưng ngay cả một thân tài hoa cũng không địch lại nửa nụ cười của hồng nhan, bàn tay trắng nõn bỗng dưng buông thõng xuống, một đường đỏ đậm xẹt qua chân trời, tịch dương như máu, cùng phong nổi lên, tuyết rơi phiêu lãng tự như hoa bách hợp, bông tuyết rơi đầy lên thảm đỏ chốn hoàng cung, cành cây khô lay động không ngừng, lụa đỏ nhảy múa thật ghê rợn, trên bầu trời hôn ám nhẹ nhàng rơi xuống một đóa hoa mai, kiệu nhấc lên, linh hồn được tráo đổi kiệu nâng lên, tám. Người khiên kiệu đi qua đại môn chính đông hậu cung, cách đó không xa một người mặc trang phục thái giám màu xanh đen theo hình hạt trắng vội vã chạy đến, tay cầm thánh chỉ, đứng trước kiệu, thê thế nói. Thánh chỉ đến, mời Đức Phi nương nương đến ở ngưng tuyết cung. Khâm thử, kiệu lại được nâng lên, từ từ tiến vào bên trong ngưng tuyết cung, bà mối trong cung cúng quyết chạy ra cổng tân nương tử, hai bên là những cung nữ cầm đèn đuốc đứng thẳng tắp, thái giám dẫn đường đi thẳng tới hỷ đường, trong hỷ đường, tân nương tử đi qua chậu thang là có thể vào động phòng, bởi lẽ thiên tử chỉ khi thành thân với hoàng hậu mới cần bái đường, các cung phi khác giống như nạp thiếp, không cần bái thiên địa, tân nương tử được đưa vào động phòng. Mọi người đều rời đi. Đau quá, Minh Nguyệt gặp toàn bộ người, vội và sốc khăn hồng, nhìn vết thương trên tay đã được băng bó, vết máu đỏ tươi thấm đỏ chiếc khăn tay khiến chiếc khăn tay tơ vàng lộ ra ánh sáng yêu giả, những đôi mày thanh, nàng nhớ lại khi cùng chủ của thân thể này ký khế ước tráo đổi linh hồn, Nghe được sự đau thương của nữ tử kia mà lòng nhói lên, nàng vội chạy đến trước gương. Tới khi nhìn đến trong gương một khuôn mặt có vết sẹo dữ tợn, xấu xí, Minh Nguyệt thiếu chút nữa ngất xỉu đi, khuôn mặt này cùng với nước da trên người quả thật là một trời một vực, khác biệt quá lớn, khó trách nàng ấy muốn tự sát, nếu không vì sợ đau, Minh Nguyệt hiện tại cũng muốn tự sát, có điều xem ra ánh mắt của thân thể này cũng có phần là khuynh quốc, khuynh thành, cửa có két một tiếng bị đẩy ra một nữ tử mặc quần áo màu xanh vừa khóc vừa chạy vào. Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ, tiểu thư, Minh Nguyệt nhìn qua nữ tử kia rồi tươi cười cực khó coi. Không việc gì, chỉ là đau không chịu được, nữ tử giật mình sửng sốt, giống như là không nghĩ rằng Minh Nguyệt sẽ bình thản trả lời nàng như vậy, đôi mắt to nhìn chầm chầm Minh Nguyệt rồi lại khóc lớn. Tiểu thư, tiêu đồng nhìn bên trong kiểu bao nhiêu là máu, còn tưởng rằng, tưởng rằng người thật sự tự sát, hu hu, Minh Nguyệt ngẩn ra, trong lòng có chút hỗn loạn, thì ra nữ tử này tự sát vốn không phải là bên trong kiệu mới nghĩ đến mà đã sớm có dự tính. Khó trách nàng ta nói. Vốn tưởng rằng quân tử yêu tài, nhưng ngay là một thân tài hoa cũng không bằng nửa nụ cười của Hồng Nhan. Như thế có thể thấy được nàng đường tình lận đận, có điều cũng chả trách, khuôn mặt như vậy, thật không ai dám thích. Được rồi, đừng khóc, tiểu thư nhà ngươi mệnh rất lớn mắt nhướng lên có chút nghĩ ngợi, vỗ nhẹ vai nàng kia thử kêu một tiếng tiêu đồng nàng kia vội thưa tiểu thư thì ra nàng đúng là tên là tiêu đồng nhẹ cười vương tay nói lại đây tìm chút vải cho tiểu thư của ngươi băng bó đi nếu không cho dù không chết cũng thiếu máu mà chết tiêu đồng hồ nghi nhìn minh nguyệt muốn hỏi minh nguyệt cái gì gọi là thiếu máu nhưng khi nhìn đến chiếc khăn tay minh nguyệt đem băng bó cổ tay lại la hoảng tiểu thư người lấy tính vật đính ước của vương gia đưa để băng bó vết thương gì cơ. Tính vật đính ước của vương gia, Minh Nguyệt vội nhìn đến cổ tay mới thấy trên mặt chiếc khăn viết mấy hàng chữ nhỏ nhưng đã sớm bị máu dây bẩn, chỉ có thể nhìn câu cuối cùng, chỉ mong lòng nàng giống như lòng ta, chẳng lẽ mộ tuyết là vì vương gia cho rằng tài hoa của nàng không địch lại nửa nụ cười của hồng nhan nên mới tự sát. Nghĩ vậy, trái tim Minh Nguyệt thắt lại, là vì yêu, khó trách hồ đồ, tài nữ như mộ tuyết, nếu không phải vì nam tử kia có chỗ hơn người sẽ chẳng nông cạn yêu thương một vương gia phong lưu, minh nguyệt để tiêu đồng tháo chiếc khăn lụa ra, băng lại vết thương rồi nhìn cẩn thận nội dung trên chiếc khăn, nhưng máu vấy bẩn khó phân biệt, có điều đó hoa mai kiều diễm vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tiểu thư, chuyện của vương gia người đừng để trong lòng, hắn cho rằng tiểu thư không đẹp nhưng người bây giờ lại trở thành đức phi cao cao tại thượng đấy thôi, tiêu đồng có chút tức giận nói nhưng ngữ khí lại yếu ớt không có lấy chút sức thuyết phục. Minh Nguyệt nhìn nàng một cái rồi khẽ thở dài, nhẹ giọng nói. Tiêu đồng đi ra ngoài trước đi tiêu đồng gật gật đầu, yên lặng rời đi, trong phòng ngủ, nến đỏ lay động, Minh Nguyệt chậm rãi bước về giường, ngồi trên giường một lúc rồi đột nhiên đứng dậy, đưa tay nắm lấy một khối ngọc bội hung hăng ném xuống đất, lại đá mấy đá, đáng chết. Lại xuyên qua là kẻ phục vụ vua, chờ cô nãi nãi đây hoàn thành nhiệm vụ, lúc ấy, các ngươi chắc chắn chết không được tử tế, đêm khuya, ngoài cửa sổ gió bắt thét gào, trong phòng ngủ lạnh lùng, Minh Nguyệt đem chiếc khăn che lại khuôn mặt, lặng lẽ chờ người nên đến phải đến, rốt cục, tiếng bước chân hỗn độn từ xa đến gần, cửa có két một tiếng bị đẩy ra, một bóng dáng màu vàng xuất hiện trước cửa phòng ngủ, gió lạnh thổi tới, góc áo bay lên, tay áo dài nhẹ lay động. Phía sau, Đông Đảo cung nữ, Thái giám đi theo vào phòng ngủ, Minh Nguyệt nhìn đôi giày màu vàng thêu rồng dần tiến tới gần mình, trong lòng đột nhiên khẩn trương không phải vì hôm nay là ngày nàng thành thân mà vì bước chân của nam tử này khiến nàng sinh ra một cảm giác đầy áp lực còn chưa kịp thích ứng, khăn vàng đã bị sốc lên, Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn nam nhân trước mặt, nhất thời sửng sốt, thật là một nam tử tuấn Mỹ, nhưng đôi mắt đen như đêm lại không che giấu được hận ý, hắn gắt gao khóa. Chặt ánh mắt trong suốt của Minh Nguyệt, bỗng nhiên đôi môi mỏng nổi lên ý cười, trầm thấp nói. Trẫm nghe nói tam tiểu thư mộ thì xấu vô cùng, thì ra chỉ là hơn người một vết sẹo mà thôi trinh lời nói lại như mang theo sự thất vọng trái tim minh nguyệt nhói lên nàng sao có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của nam tử này hắn cưới nàng chỉ vì muốn nhìn nàng đến tột cùng là xấu như thế nào mà thôi chớp mắt nhìn xuống minh nguyệt nắm chặt tay mình mặt không lộ ra một chút biểu tình trong phòng ngủ không một tiếng động nam tử nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của minh nguyệt đôi mắt hiện ra một tia trêu đùa nhưng rất nhanh biến mất lớn tiếng nói tần an bãi giá chiêu vân cung gói xong khóe miệng nhếch lên cười, phất tay áo mà đi, trong phòng ngủ, toàn bộ cung nữ ồ lên, ngay cả tần công công cũng trở tay không kịp, chuyện như thế này từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua, trố mắt một lát mới nhìn ra cửa, cao giọng sướng. Hoàng thượng bãi giá chiêu vân cung lập tức, mọi người lục tục rời đi. Lúc này, tiêu đồng chạy vào phòng ngủ nhìn Minh Nguyệt im lặng không nói, quỳ xuống, hòa lên khóc. Minh Nguyệt liền trấn an tiêu đồng, nhẹ nhàng nói, chủ tử chiêu vân cung là ai tiêu đồng trố mắt lau nước mắt nói tiểu thư người đã quên chiêu vân cung là tẩm cung của nhị tiểu thư sao hoàng thượng làm như vậy thật quá đáng như thế không phải vừa khéo sao minh nguyệt trong mắt thoáng qua một tia sắc bén nhẹ giọng nói dù sao cũng là người một nhà tiêu đồng ngạc nhiên trận mắt há hốc mồm nhìn vẻ mặt đang hiện lên ý cười của minh nguyệt nghe trọn bộ tại mê truyện audio com linh trực tiếp ở phần mô tả